My name is Phạm Tuyết Mai. I'm going to interview Mr. Nguyễn Tấn Chí at Radio Saigon, Houston, Texas for the 500th Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Dạ. Chúng tôi xin cảm ơn anh đã đến để cho hội được có cơ hội để phỏng vấn và để anh chia sẻ về những kinh nghiệm của cuộc đời cho cái chương trình Oral History này. Dạ, tôi xin thành thật cảm ơn. Dạ. Dạ, xin trước hết để xin ông giới thiệu về quý danh. Dạ, thưa, tôi tên là Nguyễn Tấn Trí. Dạ. Tôi sinh trưởng tại Châu Đốc ở Việt Nam. Tôi sinh năm 1945. Dạ. Thưa, ở Châu Đốc thì là một cái tỉnh ở miền Nam. Chắc là đẹp lắm. Như vậy thì ông có những cái kỷ niệm nào mà cho đến bây giờ vẫn cứ còn nhớ ở vùng quê của mình? Dạ, tới kỷ niệm thì có nhiều kỷ niệm lắm, bởi vì đó là cái nơi sinh ra và hầu hết cái cuộc đời khi lớn lên tôi đều sống ở đó. Thì thành ra có rất nhiều kỷ niệm đó, mà những cái kỷ niệm đó thì rất là đẹp, tuy rằng nó rất là đơn giản nhưng mà nó luôn luôn ở lại trong lòng của mình. Cái kỷ niệm nào nhớ nhất mà cho đến bây giờ vẫn cứ còn ở trong lòng mà ông muốn chia sẻ với chúng tôi? Thưa, thật ra thì nếu nói kỷ niệm nào mà nhớ nhiều nhất thì tôi cũng không có biết là cái kỷ niệm nào để nhớ nhiều nhất, là bởi vì nó quá, có quá nhiều kỷ niệm nó giống nhau hết. Thành ra nó không có cái gì mà đặc biệt lắm ở trong cái thời thơ ấu đó. Dạ vâng. Thế thì trong thời thơ ấu đó là ông ở những đâu? Dạ thưa, tôi ở tại đó đó thì tôi ở từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên, rồi đi học xa, rồi cũng trở về làm việc ở đó, và sau đó tiếp tục đi nữa, nên cuối cùng là ở Sài Gòn đó thì nhưng mà hầu hết cuộc đời của tôi đều ở Châu Đốc hết. À, dạ. Thế thì tuổi học trò thì tất cả đều ở Châu Đốc hết. Ở Sài Gòn, ở Châu Đốc hết. Dạ, Châu Đốc hết. Ở Sài Gòn thì chỉ có một thời gian, thí dụ đi học luật ở Sài Gòn hay là đi tập sự rồi cái thứ thì ở Sài Gòn thôi. À. Chứ còn lớn lên thì hầu như là ở Châu Đốc. À, dạ vâng. Thế ở Sài Gòn thì ông ở từ năm nào nhỉ? Dạ thưa, trước nhất là khi mà tôi lớn lên đó thì tôi đi học ra trường sư phạm, rồi ra đi dạy ở tiểu học ở Châu Đốc, rồi trường trung học Châu Đốc. Tôi làm hiệu trưởng ở đó cũng rất là nhiều năm. Sau đó thì tôi bị gì trong lúc vừa đi dạy đó thì tôi vừa học luật. Rồi tôi tốt nghiệp trường luật, rồi tôi đi tới những năm cuối cùng là tôi đi tập sự luật sư ở Sài Gòn. Dạ vâng. Thưa thì thời đó là thời điểm nào ạ? Dạ thưa, cái thời thưa bà ý mà muốn hỏi thời điểm đi tập sự. Dạ. Dạ thưa, thời điểm năm 1972 là thời điểm tôi đi tập sự. À, dạ vâng. Đó là cái nghề sau cùng của ông ở Việt Nam. Dạ thưa, cái nghề sau cùng. À, dạ vâng. Thế thì trong cái thời gian chiến tranh của năm 1945, ông có nghe nói gì về cái thời gian đó không? Dạ thưa, 1945 thì tôi mới sinh ra thôi. Dạ, tôi sinh ra đúng lại năm 1945. À, dạ vâng. Dạ thưa, thì thật ra thì gia đình tôi cũng ở miền quê tương đối là xa xôi, thành ra ảnh hưởng của chiến tranh thì cũng không có nhiều lắm đối với quê hương. Dạ vâng. Thì lúc đó cũng còn nhỏ quá. Cái tuổi học trò như vậy thì lớn lên có cái gì đặc biệt không ạ? Thưa, cũng cuộc đời tôi lúc nhỏ thì cũng rất là bình thường, là bởi vì nhà thì nghèo, thành ra cũng cứ đi học, rồi hết đi học rồi đi về đi làm việc ở đó thì cũng rất là bình thường, không có cái đó. Cuộc đời tôi nó chỉ có phải trôi nổi là khi lớn lên thôi, chứ còn ở lúc nhỏ thì lúc ở Châu Đốc thì tương đối là rất là đơn giản. Dạ vâng. Thế khi như vậy thì thưa ông, cái về sau cái cuộc chiến năm 75 thì ông có tham gia cách này hay cái kia trong cái chiến tranh đó không nhỉ? Dạ thưa không. Tôi thì hầu như trong cuộc chiến tranh đó tôi đều không có tham gia từ nhỏ tới lớn luôn. Bởi vì khi mà tôi đi là lớn lên sau khi đậu xong cái tôi tài 1 đó thì tôi đi học sư phạm 2 năm để làm giáo viên trường tiểu học.
thì cái lúc đó đó những cái giáo chức mà đi dạy ở xã ấp thì lại được quản dịch. Đó, thành ra tôi được quản dịch nhiều năm liên tiếp cho tới khi mà các em của tôi đó nó đi nhập ngũ hết, mà nhà có ba anh em trai, tụi nó nhập ngũ hết thì tôi lại trở thành thanh niên độc nhất, còn lại trong gia đình có anh em tại ngũ, cho nên tôi lại được quản dịch tiếp tục, cho nên tôi không có cơ hội để mà phục vụ ở trong quân đội Việt Nam. Vâng. Thế thì cái chiến tranh đó có ảnh hưởng gì đến gia đình? Thật ra cái cuộc chiến tranh đó mà nói là ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng tới toàn bộ dân chúng của Việt Nam chứ không phải riêng một người nào hết. Dù là chúng tôi không có phải đi lính nhưng mà cái chiến tranh nó luôn luôn ảnh hưởng tới mình từng ngày chứ còn không có phải là mà không đi lính rồi không có được gì. Em mình cũng đi lính rồi trong cái cuộc chiến xảy ra nó mỗi ngày từ tin tức hay những người thân nhân hay bạn bè bị chết, mình phải di tản gì cộng sản dân những cái điều đó thì nó ảnh hưởng tới mình từ ngày một chứ không phải là nè, thành ra tôi quan niệm rằng cuộc chiến tranh đó thì không có một người nào ở Việt Nam mà nói rằng không ảnh hưởng tới chiến tranh đâu. Vâng. Yeah. Còn cái cuộc sống và trong cái thời gian chiến tranh đó của gia đình có bị ảnh hưởng gì không ạ? Thật ra thì nếu nói rằng ảnh hưởng trực tiếp, giả sử như là đụng độ với cộng sản để có phải chết chóc đó thì chỉ có bạn bè và thân nhân, còn riêng gia đình trực tiếp của tôi trực hệ đó thì không có cái đó, không có cái chết chóc, không có cái. Em tôi thì cũng đi lính nhưng mà những cái đơn vị của nó lại là những đơn vị không phải là đơn vị tác chiến nặng nề, thành ra cũng không có bị ảnh hưởng bởi một cuộc chiến tranh một cách trực tiếp. Nếu chỉ có ảnh hưởng thì nó chỉ có ảnh hưởng gián tiếp mà thôi. Vâng, tương đối là trong miền Nam thì có vẻ là không bị ảnh hưởng nhiều như những miền khác. Dạ, vâng. Thật ra thì cũng tùy, nhưng mà ở trong miền Nam thì cũng nhiều khi có những gia đình nó cuộc chiến nó ảnh hưởng tới từng ngày luôn, ảnh hưởng trực tiếp luôn. Vâng. Ví dụ ban ngày thì quốc gia, ban đêm thì cộng sản nó vô, rồi nó bắt người này, nó giết, nó bắt người kia, nó giết ở miền quê mấy cái cảnh đó thì thường xảy ra. Vâng. Dạ. Nếu mà mình miền Nam thanh bình như vậy thì chắc hẳn là gia đình có những cái truyền thống của gia đình như là vấn đề hội họp, vấn đề gặp gỡ hoặc là trong những cái ngày lễ hội nào mà ông có thể còn nhớ. Thật ra thì những cái ngày lễ hội mà ở đó thì thật cũng chỉ là ở miền quê mà, thành ra những cái lễ hội to lớn mà người ta cũng không có. Vâng. Không có nhiều. Thì vâng, chúng tôi chỉ có sống một cuộc sống rất là đơn giản. Vâng. Từ nhỏ cho tới học hết bậc trung học, tới khi đi làm việc thì cũng chỉ lớn lên trong cái khung cảnh mà tương đối là không có quá xáo trộn như những cái nơi khác. Là bởi vì quê của tôi là ở trong đó, cái vùng mà Hòa Hảo rất là đông, mà cái người Hòa Hảo ở đó thì hầu như là chống cộng rất là dữ tợn, cho nên những cái hoạt động mà nội thành của cộng sản đó tương đối là rất là yếu kém, tụi nó phát triển cái cơ sở không được, thành ra nó rất là yếu kém. Bị trong làng quê người dân Hòa Hảo mà gặp cộng sản thì là tố cáo hay là cái liền cộng sản, nó không có cái chỗ nương dựa, thành ra cái hoạt động mà ban đêm của cộng sản đó thì cũng không có nhiều, chỉ có chút đỉnh thôi, chứ còn không có nhiều được. Đó là một cái điểm đặc biệt của những vùng mà Hòa Hảo đông đúc là như vậy, bị người Hòa Hảo có cái mối thù giết đức thầy, thành ra vì như vậy đó cho nên những người dân Hòa Hảo họ ghét cộng sản dữ lắm. Vì vậy mà cái tầm hoạt động của cộng sản nó tương đối nó rất là xa cái khu dân cư. Họ không có về hoạt động được nhiều, cũng phải có, nhưng mà cái mức độ của nó so với những nơi khác thì rất là yếu. Như vậy là tôn giáo chính ở cái vùng đó là? Dạ thưa, tôn giáo chính ở những cái vùng của tôi đó thì là Hòa Hảo là có lẽ là đông đúc nhất, sau đó là Phật giáo và Công giáo. Cái đời sống của vùng đó theo ông kể thì có bị ảnh hưởng cái gì hay là vẫn cứ sống như hồi xưa, cuộc sống ra sao? Thưa là
ý bà muốn hỏi là trước chiến tranh hay là sau chiến tranh? Trước 75 hay sau 75? Trước chiến tranh, trước năm 75. Trước 75 thì đời sống nó cũng như vậy thôi. Thì người dân thì cũng sống rất là bình thường. Vâng, họ sống bằng ngành gì ạ, nghề gì ạ? Đa số dân chúng ở đó sống bằng nghề nông. Đất ruộng ở cái vùng 4 thì rộng lớn lắm. Vâng. Thành ra đa số dân chúng thì sống bằng nghề nông. Vâng. Cuộc sống của họ như thế nào? Phải nói là cơ cực. Cuộc sống của họ rất là tương đối là bình lặng. Cơ cực là bởi vì cái nghề nông là một cái nghề mà chỉ trừ đó khi nào mình có nhiều ruộng đất thì may ra thì cuộc sống mới khá. Còn nếu không thì mướn ruộng hoặc là làm chủ một cái thửa ruộng mà nhỏ thì khó mà có thể mà dư ăn dư để được. Vẫn có những người dư ăn dư để, nhưng mà nếu mình tính theo cái tỷ lệ được, thì cái tỷ lệ đó tương đối là rất là cao đối với những cái người mà dân sống trong cái cảnh tương đối khó khăn về kinh tế. Bởi vì đất ruộng ở đó nó không phải như đất ruộng ở chỗ khác. Đất ruộng ở những miền khác người ta trồng lúa, người ta có thể trồng được 2-3 mùa. Nhưng mà ở vùng quê Châu Đốc đó thì mỗi năm nó có cái nước từ cái biển hồ nó đổ về đó và nó làm ngập hết các đồng bằng ở đó. Thành ra ở đó chỉ trồng được có một loại lúa là lúa xạ thôi. Mà cái lúa xạ thì cái năng suất nó thâu rất là thấp kém so với cái lúa mùa, lúa thằng nông đó là cái thứ thấp kém lắm. Mà nó chỉ có một mùa, trong khi đó cái năng suất của những lúa thằng nông này thì nó đã cao rồi, mà nó lại được nhiều mùa nữa. Thành ra, thí dụ như một người dân ở miền quê Châu Đốc mà làm chủ một mẫu ruộng, thì so với một cái người dân thí dụ như ở tỉnh Long An mà làm chủ một mẫu ruộng thì người dân ở tỉnh Long An khấm khá hơn rất là nhiều. Cái mức thu hoạch có thể bằng 5 lần cái người dân ở cái miền Châu Đốc. Thưa ông, gia đình ông ở vùng đó là bao nhiêu đời rồi? Dạ, cả cuộc đời của từ tôi xa xưa nữa thì hầu như tất cả đều ở đó hết. Rồi ông nội, ông cố, rồi ba tôi rồi cũng ở đó hết. Và gia đình thì, thưa ông, như vậy là gia đình của ông có mấy anh em? Tôi có 6 anh em. Dạ. Ba trai, ba gái. Ồ, và bây giờ còn? Bây giờ thì hầu như là còn đủ chỉ có một người mà nói sống hay chết thì cũng chưa biết rõ, nhưng mà có chắc có lẽ là chết nhiều hơn. Là bây giờ có nhiều nguồn tin về một đứa em của tôi khi mà cộng sản xâm chiếm miền Nam đó thì em của tôi nó rút vô bưng để nó theo cái lực lượng kháng chiến để chống với cộng sản. Thì có người nói lại là nó đã bị bắn chết, rồi có người nói rằng nó đã trốn ở trong rừng sâu ở đó, bị gì lúc Khmer Đỏ nó tràn xuống đó thì cái lực lượng rút ở trong bưng biển đó không có chỗ trú ngụ, cho nên nó cũng không có tin tức gì luôn. Thành ra nếu nói một cách chính thức thì là mất tích, nhưng mà nói cách thực tế thì 30 năm rồi nó cũng chết rồi. Nó là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy là gia đình của ông có mấy người? 3 người con trai, thì tôi còn một thằng em nữa ở Việt Nam, đó là người duy nhất mà còn ở Việt Nam. Là bởi vì khi mà cộng sản vô thì nó cũng theo lực lượng phục quốc, bị cộng sản bắt. Thật ra nó ở tù rồi bị đánh đập rồi. Khi mà tôi vượt biên qua được ở đây thì tôi bảo lãnh gia đình qua thì nó ở trong tù. Thưa ông, gia đình riêng của ông thì ông có mấy cháu? Dạ, tôi có vợ và 3 đứa con. Thì trước ông lập gia đình năm nào? Tôi lập gia đình năm 1968. Năm 1968 thì tôi có 3, đúng ra là có 4 cháu. Nhưng mà cháu đầu tiên thì sinh ra được 4 tuổi thì nó chết. Thành ra tôi còn 3 cháu, 3 cháu đó cũng hiện ở Mỹ nè. Thưa ông, thế thì trước năm 75 thì gia đình ông tại Sài Gòn? Dạ không, ở Châu Đốc hết. Châu chỉ Đốc có một mình tôi ở Sài Gòn thôi. Tức là tôi vì cái nhu cầu công việc đó, tôi phải về tập sự luật sư ở Sài Gòn. Thành ra tôi mới ở Sài Gòn. Còn trong khi tôi ở Sài Gòn đó thì vợ với con cũng ở dân Châu Đốc như thường. Và thưa ông, thế thì đến năm 75 thì gia đình ông ở đâu? Tôi ở Châu Đốc. Vẫn còn ở Châu Đốc. Nhưng mà
sau khi mà cộng sản nó bắt tôi rồi nó thả tôi ra đó, thì tôi lại đi về Sài Gòn, tôi đem vợ con về ở Sài Gòn. Vì ở cái vùng quê như vậy đó, cái tình trạng của tôi rất là nguy khốn, mà nó có thể bắt bớ bất cứ lúc nào. Thành ra tôi không thể sống được ở trong đó, cho nên tôi đem vợ con về Sài Gòn để trú ngụ đỡ trong cái nhà của một người anh vợ, rồi sau đó tôi vượt biên luôn. Thưa ông, thế thì ông phải ở lại với cộng sản bao nhiêu lâu? 3 năm. Tôi rời Việt Nam không tới 3 năm, tôi rời Việt Nam một cách chính thức đó thì là vào tháng 3 năm 1978. Rồi trong cái thời gian ở với cộng sản thì gia đình như thế nào? Ở với cộng sản thì cũng làm lũng lấy lớp vậy, thì tôi cũng đi dạy học. Tôi đi dạy học, rồi vợ tôi thì cũng đi làm lấy lớp, rồi sống qua ngày để chờ vượt biên vậy thôi. Trong khi mà khi tôi ở tù ra. Thì thưa ông ở tù ở đâu? Tôi ở tù tại Châu Đốc. Lúc đầu lần đầu tiên, ngắn lắm. Ngắn lắm là bởi vì khi mà cộng sản vô được mấy ngày đó thì nó bắt tôi liền, nó bắt về vấn đề chính trị, bởi vì tôi có tham gia đảng phái hồi xưa. Thành ra tôi làm cũng như là bí thư đảng của cái vùng đó. Cái vùng tôi dạy học đó. Thành ra khi ra nó bắt liền. Cái tuổi cán bộ địa phương nó biết hết. Nó ra nó bắt liền. Nó bắt nó giam tôi. Nhưng mà tôi có cái may là tôi có một người chị bà con có chồng đi tập kết, đi vô trong bưng theo cộng sản. Rồi khi cái ông đó ông ra đó là ông tiếp quản cái chỗ mà nó giam tôi luôn. Cho nên ông tha tôi ra. Ông bảo lãnh cho tôi ra. Bởi vì khi mà tôi ở ngoài này thì gia đình của ông bị cảnh sát rồi này kia, nó cũng bắt bớ tới như hoài đó. Thì tôi cũng giúp đỡ xin là bảo lãnh cho về, bởi vì những người đó sự thật ra thì họ có con đi theo cộng sản chứ họ không phải là cộng sản. Thành ra cũng mấy cái ơn nghĩa cũ rồi cái thứ đó thành ra. Thí dụ như ba của ông mà bị cảnh sát bắt thì mấy người cảnh sát, chỉ huy trưởng cảnh sát rồi kia là bạn bè của tôi không, thì tôi cũng liệu tôi nói có cái theo cộng sản và ông đâu có cộng sản. Đó, bác ổng bây giờ đánh đập ổng, ổng có biết gì khai, hỏi ổng đánh ổng khai con tôi theo cộng sản, ổng cũng nói thiệt theo cộng sản. Chứ còn bây giờ ổng đâu có cách gì nói khác đâu. Thành ra giờ có bắt ổng cũng vậy thôi. Thật ra thì họ bắt cũng đôi khi họ bắt để ngăn ngừa cái tình trạng là họ điều tra coi người con có trở về, có liên lạc hay là có làm nổi tiếng gì hay không, nhưng mà sự thật thì họ không làm gì hết. Vậy thôi, thành ra nhờ cái ơn đó mà ông bảo lãnh tôi ra, cho nên tôi mới đi về Sài Gòn được. Khi tôi ra rồi tôi về Sài Gòn để tôi tìm đường rồi tôi vượt biên luôn. Thưa ông, thì trước cái năm chiến tranh đó, trước năm 75, thì ông thấy có những cái kinh nghiệm nào và những cái thời gian sống, ông so sánh cái thời gian trước năm 75 rồi sau khi cái thời Việt Cộng vào, thì ông thấy như thế nào và có những cái điều gì ông muốn chia sẻ cái thời thanh bình? Thật ra thì cái cuộc sống mà của người dân của miền Nam mà trước 75 với sau 75 thì không có cái gì để mình so sánh hết á. Bởi vì hai cuộc sống nó hoàn toàn khác biệt với nhau. Nó không có... Một cuộc sống thì trong cái chế độ cũ thì người dân nó dễ thở, nó tự do, nó không có... Dầu dĩ nhiên nó cũng có những cái khiếm khuyết này kia đủ thứ. Nhưng mà so với cái chế độ mà khi cộng sản đi vô thì hầu như là mình không thể làm một cuộc so sánh như vậy được. Bởi vì nó hoàn toàn khác biệt cuộc sống của người dân mà sau 75 thì thiệt ra là không biết phải có phải cuộc sống của con người nữa hay không nữa, thành ra mình không có so sánh được đâu. Thưa ông, ý tôi muốn hỏi là về gia đình riêng của ông thôi, tức là cuộc sống chứ. Vâng, gia đình riêng thôi. Trước năm 75 thì như thế nào? Trước năm 75 thì gia đình của tôi với sau năm 75 thì cũng không có gì khác biệt lắm, bởi vì hồi trước thì cũng nghèo, làm một giáo chức, rồi thì lương bổng đó thì cũng nghèo. Rồi sau 75 thì vợ tôi cũng buôn tần tảo mua bán lặt vặt rồi
dấn thuốc lá bắt làm này rồi sống thì vì nó nghèo nó cũng giống nhau hết, không có thay đổi lớn lắm đối với người mà thiệt là giàu có. Có thì, cái sự khó khăn gì không trong cái vấn đề tự do thì như thế nào? Làm việc có tự do thì ở đó thì cứ sống, đàn bà thì giữ con đó, chồng thì ở trong tù thì cứ tần tảo rồi nuôi ba đứa con cái vậy thôi. Ừ. Chứ còn nó có muốn làm gì cũng không còn gì để nó làm hết. Thành ra không có cái gì đặc biệt hơn những người dân khác hết. Cũng khổ sở như nhau thôi, trừ những cái người mà có thân nhân theo cán bộ hay là gì đó thì họ có cái hoàn cảnh khác họ tốt hơn, còn mình là thuộc về người của chế độ cũ thì nó giống như nhau hết. Yeah. Hồi đó các cháu của ông bà lớn hay là bao nhiêu tuổi? Dạ nhỏ hết. Con của tôi thì đứa cuối cùng đó sinh năm 1974. Vâng. Thì mấy cháu nó cũng 2, 3, 4 tuổi chưa có tới trường. À, chưa có tới trường. À, chưa ở nhà. Dạ. Vâng. Vâng. Thì cái cuộc sống của gia đình thì... Thế thì lý do gì ông phải rời khỏi Việt Nam? Đó là cái lý do rất là rõ ràng. Cái cuộc sống của mình mà ở trong cái chế độ đó thì làm sao mình sống được, trừ trường hợp mình không có phương tiện thì thôi. Mà nếu mình có phương tiện thì ở quê đó, tôi đi, cái cuộc đi của tôi cũng là một cái, bởi vì tôi đi tôi chỉ có một chiếc ghe nhỏ, cái máy đuôi tôm, tôi bỏ vợ con tôi xuống. Rồi tôi chạy xuống Cà Mau, tôi đi lần theo sông nó xuống Cà Mau. Rồi từ ở Cà Mau tôi chạy thẳng qua bên Mã Lai. Cái đó, cái đó là một cái chuyện rất là hầu như ly kỳ đó, xin ông hồi, có thể kể hầu lại như từ đầu. Cái thời gian đó là báo chí Mỹ và báo chí Mã Lai này kia nói nhiều về trường hợp của tôi lắm. À, xin ông có thể kể cho chúng tôi nghe. Bởi vì tôi đi bằng chiếc ghe nhỏ. Vâng, bắt đầu là khởi đầu từ đâu mà ông nghĩ thế nào để mà tôi khai hàng từ bắt đầu làm cái chuyện đó. Tôi là nghĩ nó từ năm 1977, sau khi mà về Sài Gòn sống là tôi quyết định đi. Nhưng mà nhà tôi nghèo quá, không có tiền để đi, lúc đó mỗi người là 10 cây vàng. Mà gia đình đi thì không thể bỏ vợ con lại được, thành ra đi là phải 50 cây vàng. Tôi thì một chỉ còn không có nữa thì làm sao có tới 50 cây vàng. Thành ra rốt cuộc lại rồi thì tôi có nhiều bạn bè cũ đi hải quân rồi này kia được nói chuyện chơi đó. Thì nó nói hả, mà biển mà động thì tàu lớn nhiều khi cũng chìm, nhưng mà biển mà lặng thì là cái xuồng đi cũng được. Sự thật là vậy, khi mà biển mà lặng nó dưới cái hồ thôi. Mà tôi thì ở đó tôi dạy học, tôi cũng có dạy về địa lý, tôi dạy về khí hậu, tôi có nghiên cứu, thành ra tôi biết rằng hả, khi mà thí dụ một sau một cơn bão lớn thì biển nó yên lặng, cũng như mình nói sau cơn mưa thì trời sáng vậy đó. Thì hả, bão mà có bão rồi đó, dứt bão là biển nó yên ít nhất cũng mấy ngày. Mà tôi nhìn trong bản đồ, tôi đo được từ cái mũi Cà Mau đó mà đi qua Mã Lai đó, thì chỉ có 320 hải lý à. Mà với chiếc ghe, cái máy đuôi tôm đó, mình chở không được nhiều người, nhưng mà cái ghe đánh cá chạy không có lợi mình. Nó cũng như chiếc ô tô, nó chạy nổi trên mặt nước, nó chạy nhanh lắm. Nó chở không chở nặng được mà nó chạy rất nhanh. Thì tôi đánh giá, tôi nghĩ là nếu mà cái biển mà nó yên lặng như vậy mà mình chạy với tốc độ mà khoảng 10 cây số một giờ, chứ khi máy đưa tôm mà chạy 10 cây số một giờ là dễ dàng lắm, chạy 20 cũng được nữa. Nhưng mà nếu mình chạy 10 cây số một giờ thì 3-40 tiếng là tới rồi. Thì nếu mà vừa dứt bão biển vừa lặng mà mình ở sẵn ở đó, mình tốc mình chạy riết thì trước khi có cơn bão tới nữa thì mình đã tới rồi. Tôi tính đúng hay đâu. Vâng. Tôi bỏ vợ con xuống, tôi nằm ở tại sông Ông Đốc tôi chờ. Vâng. Bị cái ghe của tôi là chiếc xuồng nhỏ, không ai nghĩ tôi vượt biên được bằng cái chiếc xuồng nhỏ đó. Vâng. Thì sau vừa cơn biển động nhẹ nhất là cái tháng 3, người Việt Nam mình nói tháng 3 bà già đi biển mà. Thành ra biển nó êm dữ lắm. Nhưng mà vừa có gió mạnh cái là tôi chuẩn bị lo nấu cơm, nấu nước, rồi lo luộc hột vịt, rồi kho thịt, rồi để dưới ghe ra vậy đó. Để đó cái là cái tới chừng tối là tôi biển vừa yên, nghe tin tức khí tượng vừa yên là tôi bắt đầu chạy. Tôi chạy một mạch 40 tiếng sau tôi tới Mã Lai. Thế ạ? Dạ.
Thưa ông, cái tàu nó to như thế nào? nó mới lớn như thôi, Một 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 bề chiều ngang bao mới nhiêu lớn, và bề ngang chừng một thước hai, một thước hai để ra bề ngang nó chỉ bằng bằng từ đây vô tới tấm giá thôi. Dạ, bề dài nó thì hơi dài, bề dài nó chừng 10 thước. có mùi Dạ, và có cái dòm tròn nhỏ xíu, chút xíu vậy để cho mình trời nắng mình chung vô mình ngồi vậy. Rồi tôi để hai cái máy đua tôm ở ngoài sau, mà ai giúp ông làm cái không này? ai giúp đâu. Tôi đọc sách vở, tôi coi, tôi học quấn mọt, tôi coi ấy, với lại mấy người bạn hải quân chỉ cho tôi cách coi sao bắt đầu đồ này cái đủ thứ. Với tôi có đi mua được một cái la bàn nhỏ đó của quân đội xài, tôi mua tôi giấu trong đó. Rồi tôi cứ người bạn đó tôi coi theo đó, với lại mình cái đó dễ lắm, mình nhìn bản đồ là mình biết, mình đo được tốc độ của chiếc ghe của mình, và mình biết là mình chạy mấy tiếng là bao nhiêu, thì mình đi bao nhiêu độ, thì nhìn dở cái tờ bản đồ đó là biết hết, là dễ lắm. Cái thời gian chuẩn bị đó có vất vả lắm không? Vất vả dữ lắm, vất vả dữ lắm. Là cái việc đầu tiên là tôi không có biết lái chiếc ghe nữa, mà xuống phải học lái nó, nhờ chiếc ghe nó nhỏ cũng dễ học, đem ra ngoài sông nó là tập lập. Rồi sau khi rồi phải giả đi, tôi một mình tôi giả đi mua bán chuối, mua bán dừa ở cái vùng biển Cà Mau, để tôi biết có cái chỗ nào mình đi ra gọn, đi dễ hơn, cái ghe mình nhỏ thì mình đi cái chỗ nào nó dễ. Rồi sao sao tôi coi trước, tôi làm bộ giả mua bán ở đó trong vòng vài tháng vậy đó. Rồi đi thì cứ trong vòng vài tháng thì tôi có một người bạn tôi rủ đi theo, người bạn tôi cũng cải tạo ra, rồi tôi rủ đi theo, thì người ở đầu mũi người đầu lái, hai thằng đi dò đường dò xã xong xuôi rồi cái tới chừng quyết định đi thì đem vợ con xuống bỏ đó, vợ đi xa đò xuống leo xuống ghe chạy. Và Từ nhà đến có xa không, bao nhiêu bao xa? từ ở nhà là sao, Nhà chỗ ông, nhà của ông bà nhà ở đến Sài cái Gòn, chỗ mà lúc đó ở Sài Gòn thế mà rồi mới chạy đi xe đò về Cà Mau. Nhưng mà cái ghe thì tôi là nằm ở sẵn Cà Mau rồi, tôi đã đem chiếc ghe đó tôi chạy ngày ngày, tôi chạy từ khúc đường rồi ngủ dọc đường vậy, tôi xuống Cà Mau tôi ở dưới, hầu như là ở hẳn ở dưới trong 2 3 tháng cuối cùng. Thành ra ghe là có sẵn ở đó hết rồi, mà không có ai nghi mình đi đâu được hết, bởi vì không có ai thời đó không có ai mà đi bằng chiếc ghe như vậy hết. Đó, thành Và ra đi vào thời điểm nào, đêm giờ hay tôi ngày? đi tôi rời khỏi Việt Nam đêm 7 giờ tối đêm ngày 10 tây tháng 3 năm 1978, và tôi tới đó, tới trại đã vào tới đất Mã Lai thì 8 giờ sáng ngày 12 tây, nhưng mà tôi tới ngay cái đảo mà tị nạn đó, vì tôi tới cặp bờ ở đây, cái đảo nằm dưới này, tôi chạy theo đây để xuống dưới cái đảo này thì tôi chạy thêm mất mấy tiếng nữa, thành ra tôi tới cái đảo đó vào lúc 7 giờ tối. Đã. Khi ông tới đó thì có gặp trở ngại gì không? Dạ không, không có trở ngại gì đó. Tôi chỉ cái đó thì giờ thì tôi nghĩ là không có nhiều để mà mình nói hết những cái ấy, nhưng mà bởi vì tôi khi tôi chạy như vậy đó thì cái bờ biển nó nặng đây, cái ghe tôi lúc đó mình ở ngoài đi vô, tới đây là tôi chỉ cặp bờ tôi đi xuống vậy thôi, không có đi xa, đi gần bờ lắm, thì cái ghe tôi đương chạy vậy cái biển mắc cạn không có chạy được nữa, bị gần bờ quá rồi nó có những cái bãi cát nổi ra ngoài tôi đâu có thấy, tới lúc trời sẩm tối rồi nước vậy tôi chạy tôi rấn lên cái bãi cát đó, rồi rấn lên bãi cát đó là làm gì không được hết trơn, cái cứ cái máy đua tôm đó cái chân vịt nó thọc dưới cát đó nó quay nó gãy luôn cái chân vịt luôn, thành ra cái ghe không có chạy được nữa. Leo xuống đi bộ vô bờ, bởi vì mình ở gần bờ lắm, cách có 20 thước thôi, thì nước cà phê hơn đầu gối chút vậy thôi. À, tới cỡ ngang bắp đùi á, thì cổng con vợ chồng cổng con đi bộ vô thì cái đó trúng ngay là cái trại tị nạn, không có trật một thước nào hết. Đó là một cái sự may mắn. Và ông có Cái gặp đó trở ngại trời gì đưa. khi mà vào trong trại tị nạn? Dạ không, tôi tới đó thì Đó là trại gì ạ? cái trại Trang, thì cái trại Trang đó nó có một cái trạm cảnh sát của Mã Lai ở đó, thì cảnh sát Mã Lai nó thấy tới thì nó ập lại, thì nó hỏi ghe đâu thì chỉ cho ghe đây nè, nó vậy đó, thì nó nói bây giờ nó cứ ở đây ngủ trên bãi cát, nó cho tụi tôi ngủ trên bãi cát đó. Thì cảnh sát nó lại nó đứng nó gác gần gần đó. Tới sáng lại thì mấy thằng cảnh sát lớn hơn nó lại rồi cái nó gọi, mà ngay cái bữa đó hơn là cao quý Liêu Quốc xuống đó, xuống cái trại đó để phỏng vấn người ta,
lại ông cao quỷ ra ông gặp tôi ông hỏi chuyện tôi rồi cảm nhận cho vô trại liền thì vô luôn rồi. Vâng. Ông bà ở trong trại bao lâu? Tôi ở trong trại 2 tháng 22 ngày, 2 tháng 15 ngày, 2 tháng 15 ngày thì tôi rời trại. Vâng. Để lên Kuala Lumpur. Vâng. Từ Kuala Lumpur là tôi ở mấy ngày, coi như là 2 tháng 22 ngày là tôi lên Đà Bạc đi Mỹ. Thì 3 tháng, coi như là 3 tháng tới Mỹ. Dạ, vâng. Dạ. Thưa ông, trong thời gian đó thì lý do gì ông được đi Mỹ? Người ta phỏng vấn hay là... Dạ, người ta phỏng vấn. Vâng. Tôi lý do tôi được đi Mỹ thì tôi có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là tôi là công chức trong chế độ cũ. Vâng. Thứ hai là tôi là thành phần của một cái đảng phái trong cái chế độ cũ. Vâng. Rồi cái thứ ba nữa đó là tôi đã có giấy phép để nhập cảnh Hoa Kỳ này trước 1975. Tức là khi chưa có mất nước đó thì tôi đã xin, tôi thấy cái tình hình là tôi cũng biết là như vậy rồi, thì tôi có xin mở hồ sơ để xin nhập cảnh bên này. Tôi có một người anh ruột của vợ tôi làm bác sĩ ở đây từ trước 1975. Thì ở bên này ông mở hồ sơ xin, thì tôi đã có giấy của tòa đại sứ cho đi rồi. Nhưng mà lúc đó tôi kẹt ở Sài Gòn mà vợ tôi ở tỉnh, thành ra không thể ra đi một mình được, cho nên tôi phải chịu ở lại. Thì ở lại, cho nên có lẽ là vì vậy mà cái hồ sơ của phái đoàn Mỹ mà khi nó điều tra nó dễ dàng, có cái lý lịch, tất cả những giấy tờ của tôi đều đã có sẵn ở bên Mỹ hết. Thành ra có lẽ vì vậy đó mà cái thời gian điều tra nó ngắn lại, nên nó cho tôi đi rất là mau. Hầu như là mau lắm so với những người khác. Vâng, mau thật. Dạ. Thưa ông, thế thì cái thời gian ở Việt Nam và thời gian Mỹ nó sang đấy, gia đình của ông sống ở Sài Gòn có bị ảnh hưởng gì cái vấn đề mà từ trước khi Mỹ sang và sau khi Mỹ sang Việt Nam? Trước khi Mỹ sang thì toàn gia đình tôi chỉ sống ở Châu Đốc thôi. Vâng. Chỉ có tôi là vì cái nhu cầu công việc phải lên Sài Gòn thôi. Vâng, nói chung là cái tình trạng của gia đình có gì bị thay đổi bởi như thế không? Nói đúng ra thì gia đình tôi không có gì thay đổi hết. Như tôi nói hồi nãy, nhà rất là nghèo. Thành ra chắc nghèo tới đó cũng hết rồi. Không có hơn được nữa. Không có cái gì cả. Không có hơn được nữa. Thật ra, ví dụ mình có khổ chắc cũng khổ ít hơn người ta. Ví dụ người ta có cả triệu, bây giờ người ta còn 50 ngàn, người ta thấy người ta khổ, cho mình thì có 5 đồng, thì giờ còn 4 đồng là giống như nhau. Nhưng mà thưa ông, ở bên đó tuy sống như thế nhưng mà ông cũng học... thành tài đến đây đến chỗ. Thật ra thì bởi vì gia đình tôi là sống nghèo khổ lắm, cho nên từ lúc nhỏ tôi đã có cái quyết chí là giờ chỉ có con đường là đi học mới có thể tiến thân được. Thành ra khi mà tôi phải đi học trường sư phạm để ra làm giáo viên tiểu học đó, thì tôi cũng cố tôi học để thi cái bằng tú tài 2 hồi đó. Thi cái bằng cũng tự học, ngồi ở nhà học luôn thôi. Rồi ở luật khoa cũng vậy, tôi cũng ở nhà ở Châu Đốc đi dạy học, lấy cua trường luật về học cuối năm đi thi, thì cũng 4 năm sau tôi cũng tốt nghiệp trường luật. Thưa ông nghĩ gì về cái chiến cuộc của Việt Nam, mà nghĩ gì về cái chế độ của Mỹ ở Việt Nam? Về cái chiến cuộc ở Việt Nam thì cái câu hỏi của bà hình như là nó hơi tổng quát. Bà có thể cho tôi biết cái ý bà muốn biết cái chi tiết về cái gì, thí dụ về cái khía cạnh nào của cái cuộc chiến? Thưa, chúng tôi muốn biết là cái việc mà Mỹ đem quân sang Việt Nam thì nó có ảnh hưởng gì cho cái cuộc sống của người dân Việt Nam? Thật ra thì người Mỹ mà tới Việt Nam thì trên cái nguyên tắc là để giúp đỡ dân Việt Nam chống cộng sản. Nhưng mà cá nhân của chúng tôi đó
theo cái nhận xét riêng của mình, thì tôi nghĩ người Mỹ không có giúp Việt Nam chống cộng sản hữu hiệu. Nếu cái cuộc chiến đó hoàn toàn do người Việt Nam chiến đấu và người Mỹ yểm trợ một cách tích cực đó, thì tôi nghĩ rằng miền Nam cũng có thể được giữ vững cho phải không? Đó là cái quan điểm cá nhân của chúng tôi. Bởi vì cái người miền Nam thừa sức để chống với cộng sản, nếu mà có đủ vũ khí giống như cộng sản. Cách giúp đỡ của cái người Mỹ nó làm cho miền Nam mất đi một phần chính nghĩa, nó làm cho người cộng sản có lý do để rêu rao rằng cuộc chiến họ chống Mỹ. Mình rất cần cái sự giúp đỡ của người Mỹ. Nếu không có sự giúp đỡ của người Mỹ thì mình cũng không có khả năng để chống chọi với miền Bắc, bởi vì miền Bắc được sự tiếp trợ của khối cộng sản rất là dồi dào. Nhưng mà nếu người Mỹ cũng tiếp trợ cho người Việt Nam dồi dào như vậy, và miền Nam có một cái chính phủ mà trong sạch hơn một chút nữa, thì tôi tin rằng miền Nam sẽ giữ vững được cái ngọn cờ đó. Thành ra cái cuộc chiến, cái người Mỹ tới Việt Nam đó, nó làm cho cuộc sống của người Việt Nam nó tương đối là nó thay đổi. Nó có nhiều cái giả tạo, nó không có thật. Rồi cái cuộc tranh đấu của người dân Việt Nam mất đi một phần chính nghĩa. Và chính người Mỹ tới đó nó có thể tạo nên cái tình trạng tham nhũng, cái tình trạng mà nó không có được tốt của chính phủ miền Nam. Theo ông thì họ thay đổi như thế nào thì có thể chiến cuộc khác hơn? Theo tôi thì nếu mà người Mỹ giúp cho Việt Nam một cách đầy đủ, viện trợ về quân sự, viện trợ về kinh tế, nhất là viện trợ về kinh tế, nếu mà viện trợ về kinh tế để đời sống người dân chúng khá giả hơn thì cộng sản không còn có chỗ hoạt động. Viện trợ về quân sự mạnh mẽ thì với cái lòng dũng cảm của nhân dân miền Nam, của quân đội miền Nam, thì tôi nghĩ rằng mình thừa sức chống chọi với cộng sản. Ông nghĩ gì khi mà chế độ đệ nhất Cộng Hòa đó không có sự giúp đỡ nhiều của người Mỹ, mình có thua cộng sản hay không? Cái câu hỏi đó thì thiệt ra là cũng khó trả lời, là bởi vì nếu mà một chính phủ Việt Nam mà chống chọi với cộng sản, được cái khối cộng sản mà tiếp tế một cách mạnh mẽ như vậy, mà chính phủ Việt Nam không được sự tiếp trợ của khối tự do nói chung và của người Mỹ nói riêng đó, thì cái cuộc chiến đó miền Nam không có thắng được. Cái đó mình phải công nhận, bởi vì không có súng đạn đầy đủ, người ta thì súng tối tân, mình không có súng thì mình lăn lăn rồi mình phải thua, cái chuyện đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà nếu mà người Mỹ giúp một cách khác, tôi nghĩ rằng mình rất cần sự giúp đỡ của người Mỹ và của cả khối tự do. Nhưng mà nếu người Mỹ giúp một cách khác đó, thì dân dân Việt Nam sẽ tự đứng vững được đối với cái cuộc tấn công của cộng sản, chứ không thôi. Tôi không nghĩ rằng thua. Thật ra thì tôi tham gia chính trị đó từ năm 20 mấy tuổi. Thành ra tôi theo dõi cái thời cuộc ở Việt Nam rất là nhiều. Hồi trước ở Việt Nam tôi nằm trong cái phong trào quốc gia cấp tiến của giáo sư Nguyễn Ngọc Quy. Thì thành ra vì vậy đó, đọc sách, học hỏi từ báo chí, từ tin tức, từ những người đàn anh của mình, với lại có lẽ là trong máu nó cũng có cái ham mê về chính trị, cho nên tôi theo dõi thời cuộc một cách là cập nhật dữ lắm. Thì tôi có cái nhận xét là cái cuộc sống của miền Nam đó mình không dám nói ngoài Bắc, vì mà Bắc họ có cái khối của họ, có khối cộng sản của họ, có được tiếp trợ của Trung Quốc, của Liên Xô, của này nọ, thì mình không nói, mình chỉ nói cái phần của mình với bên trong này đó. Thì chế độ của Ngô Đình Diệm ngày xưa đó, thì nói rằng có nhiều người nói rằng chế độ Ngô Đình Diệm mà nó đứng vững mà đâu có cần phải Mỹ giúp đỡ nhiều, đâu cũng vẫn đứng vững, thì nói cái đó không đúng. Không đúng là tại vì hồi cái lúc đó Ngô Đình Diệm đứng vững được là bởi vì lúc đó cộng sản còn rất yếu,
mặt trận giường mãi giải phóng miền Nam hầu như không có gì hết, và cái lực lượng cộng sản của Bắc Việt nó cũng không có gì hết. Thành ra cái cuộc chiến của họ cũng chưa có phát động, họ chỉ bắt đầu phát động mạnh mẽ từ năm 1960 mà thôi, khi mà cái chiến dịch Đồng Khởi của nó bắt đầu đó, thì cái cuộc chiến mới bắt đầu có chút đỉnh thôi, thì người Mỹ lại đổ vùng vô. Rồi ông Ngô Đình Diệm hồi đó thì ông không đồng ý cho người Mỹ đổ vùng vô, ông chỉ yêu cầu viện trợ thôi. Tôi nghĩ là ông Ngô Đình Diệm đúng ở mặt đó, đó là quan điểm cá nhân của mình, đúng ở cái mặt đó. Bởi vì nếu người Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam một cách tích cực thì với cái quân đội miền Nam, tôi lặp lại rất là nhiều lần, tôi tin tưởng rằng quân đội miền Nam sẽ đứng dậy được. Vâng, thưa ông, với cái quan điểm đó thì và trong cái phong trào mà ông tham gia để mà làm cho chiến cuộc nó khá hơn, thì phong trào của ông đã làm được những gì trong cái thời gian đó? Thật ra thì nếu làm được gì thì không, một kết quả cụ thể thì không có. Nhưng mà bởi vì các đảng phái ở miền Nam lúc đó thì cũng là vận động cho cái tình trạng đất nước càng ngày càng dân chủ hơn, thay đổi một cái tư duy về chính trị hơn. Bởi vì sau một cái thời gian dài Pháp thuộc, cho tới ngay sau năm 1954 đó, thì cái ảnh hưởng của Pháp cũng còn rất nhiều, cho tới khi ảnh hưởng của Mỹ nó mạnh nặng nề, thì cái người dân nó rất là xa rời với chính trị. Cho nên các đảng phái ở Việt Nam tôi quan niệm rằng đóng góp một cái phần rất là lớn vào cái việc mà làm cho cái sự hiểu biết của dân chúng đối với các vấn đề chính trị nó cao hơn. Nó càng ngày cái sự suy nghĩ của người dân càng rộng rãi hơn, và nó đóng góp một phần rất là mạnh mẽ cho cái sự tiến bộ của về cái sự suy nghĩ của dân tộc Việt Nam. Đó là dĩ nhiên cái gì cũng vậy, nó có cái mặt tốt mà nó cũng có cái mặt xấu của nó. Cái sự tranh giành giữa các đảng phái chẳng hạn, nó cũng tạo nên một cái tình trạng hỗn loạn trong đất nước, cái đó có. Nhưng mà một mặt khác nó cũng đóng góp được rất nhiều. Thế ông, nếu mà phải làm lại thì ông có nghĩ là mình làm khác và khác như thế nào? Thế làm lại là thế nào? Thí dụ như là phải nước mình mà ở một cái trạng thái như cũ, và bây giờ ông có một cái dịp để mà trở lại mà giúp cho nước của mình, thì ông có một cái sự đóng góp như thế nào? Cái cuộc chiến mà mình thua, phải công nhận đi, nói thẳng là mình thua. Tôi nghĩ rằng cái chính yếu nhất là người dân của mình chưa có hiểu rõ cộng sản. Dĩ nhiên có một số người hiểu rất rõ, nhưng mà tiếng nói của những người đó để cho những người khác nghe được rằng và tin được rằng cộng sản như thế đó đó thì rất là thiếu thốn. Tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất để chống chọi với cộng sản là phải hiểu rõ với cộng sản. Mà người dân miền Nam hầu như là không hiểu rõ gì hết về người cộng sản. Thí dụ như cái cá nhân của chúng tôi là một người tham gia đảng phái, mà khi đọc những cái cuốn mà Trại Đầm Đùng hồi xưa của Bộ Thông tin ra nói về cái sự tàn bạo của người cộng sản đối với trong cái trại tù cải tạo, mình sau này gọi là trại Lý Bá Sơ này, cái dân thì mình nói tôi cũng nghĩ là tuyên truyền thôi, chứ chẳng thể nào có những người Việt Nam mà đối với người Việt Nam vậy, dù người đó là cộng sản. Cá nhân chúng tôi là những người phải nói lại rất là chống cộng sản, vì mình ở trong đảng phái chính trị là như vậy rồi. Mà rồi tôi cũng vẫn không nghĩ được rằng người cộng sản có thể tàn bạo tới cái mức như vậy. Nhưng mà khi mà mất nước rồi, những anh em của mình đi những cái trại tù đó về, những cái lời kể lại không phải của một người mà của hàng ngàn người, thì mình thấy cái cuốn sách đó nói vẫn chưa hết cái sự tàn bạo đó. Mà hồi xưa thì mình không tin. Thành ra vì vậy nếu mà bây giờ được dịp làm lại thì tôi nghĩ rằng miền Nam chắc chắn thắng, bởi vì miền Nam bây giờ ai cũng sáng mắt hết rồi, hiểu rõ người cộng sản như thế nào hết rồi. Bây giờ biểu mà nuôi cộng sản, đưa tiền đưa đấy, nuôi dấu thì chắc không có nữa rồi. Mà người cộng sản họ thắng được là họ nhờ cái đó nhiều hơn. Thành ra vì như vậy á, bây giờ mà được làm lợi với cái khung cảnh mà người dân bây giờ thì không có cách gì thua hết.
tôi nhớ tới lời của ông Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, ông Washington, ông mà một mắt ông ra khi mà ông qua thăm Việt Nam, tôi nhớ ông có nói một câu là ông nói là muốn cho dân tộc Việt Nam thắng cộng sản thì phải để cho họ sống như cộng sản họ mới biết. Tôi còn nhớ cái câu đó hoài, sau này tôi nói cái ông đó thì là hay nói cái câu đó rất đúng. Cá nhân của chúng tôi là người tương đối có đi học, có làm chính trị, có được học tập, hiểu biết về cộng sản, nhưng mà cái sự hiểu biết, sự thiệt là chưa có một phần mười, thì người dân làm sao biết được? Mà người dân không biết được cho nên mới nuôi cộng sản, mới chữa cộng sản, mới đóng góp tiền bạc cộng sản, mới có cái đất dung thân. Chứ còn như bây giờ thì lấy chỗ đâu nó dung thân, thì không thể thua được. Thưa ông, có lẽ là ông cũng thấy là có thể là vì lý do đó mà nước Mỹ đã đem quân đến để giúp Việt Nam. Ông có nghĩ như thế không? Không. Không. Tôi không nghĩ như vậy. Người Mỹ họ tới giúp Việt Nam, tôi quan niệm rằng cái cách thức họ giúp bởi vì sự thật họ không hiểu cộng sản là gì hết. Họ hiểu cộng sản theo cái kiểu của người Mỹ hiểu cộng sản, chứ họ không hiểu người cộng sản theo cái kiểu mà người cộng sản đang có. Ngay cả bây giờ tôi qua đây có những người bạn Mỹ ngồi nói chuyện, cắt nghĩa cho nó nghe về cái chế độ cộng sản, nó không có tin mình, nó rất thương mình, nó biết là mình không phải là thằng nói lao, nhưng mà nó nghĩ rằng mình tại vì mình bị cộng sản hành hạ chà đạp quá rồi mình nói quá lời. Chứ đối với một người Mỹ họ không có thể tin rằng cái con người mà có thể như vậy, bởi vì họ cứ lấy cái đầu của họ mà họ nghĩ cái người kia, chứ còn họ không có phải lấy một cái thực tế đó. Người Mỹ cho tới bây giờ tôi cũng không tin là người Mỹ hiểu cộng sản nữa. Cái đó là cái thực tế mà tôi nói như vậy. Thành ra cái cuộc chiến dai dẳng đó mà người Mỹ nhúng tay vào đó, tôi nghĩ là chỉ làm thiệt hại cho miền Nam Việt Nam nhiều hơn là giúp cho người dân Việt Nam. Họ giúp thật tình, họ có giúp, nhưng mà cái sự giúp đỡ của họ đó nếu được thể hiện bằng một hình thức khác đó thì tôi nghĩ có lẽ tốt hơn. Vậy thì theo ông thì nước Mỹ nó giúp Việt Nam bởi lý do gì? Thật ra thì người Mỹ bao giờ cũng rêu rao là đó là cái tiền đồn chống cộng. Miền Nam là tiền đồn chống cộng, bởi vì người Mỹ sợ cái chế độ cộng sản sẽ lần lần tràn xuống miền Nam và nuốt trọn cả Đông Nam Á luôn luôn luôn. Thành ra người Mỹ mượn miền Nam Việt Nam để ngăn chặn sự bành trướng của chế độ cộng sản. Mà cái chính yếu là ở cái quyền lợi của nước Mỹ thì nhiều hơn. Mà cái đó thì không có gì đáng trách hơn. Một cái quốc gia nào cũng vậy, họ phải nghĩ tới quyền lợi của đất nước họ. Mà những cái gì họ làm được để mà có cái quyền lợi hơn thì họ sẽ làm. Thành ra, nhưng mà họ làm theo cái cách của họ chứ không phải cách của mình. Mà mỗi một dân tộc nó có một cái sự suy nghĩ, có một cái tư duy khác, có một cái tình trạng khác. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không tin người Mỹ hiểu cộng sản. Thưa ông, trong cái thời gian mà ông còn ở Việt Nam và tham gia vào cái phong trào để mà phong trào chính trị, thì ông thấy là nếu mà ông không đi thì và ở lại thì những cái phong trào chính trị đó có giúp được Việt Nam thắng được cộng sản hay không? Không. Tôi trả lời thẳng thắn cái đó. Không phải, bởi vì cái phong trào đó ở trong miền Nam lúc đó thì sau khi 75 thì hầu như là tan nát. Tất cả những thành phần ở trong phong trào đó, một số lớn đi vào trại tù, một số lớn thì đi vào Mỹ. Không có đủ thực lực để mà chống lại với cái sự mà kìm kẹp rất là chặt chẽ của chế độ cộng sản. Tôi xin mở ngoặc nói thêm là sau khi tôi qua đây năm 1978, năm 1993 tôi trở về Việt Nam để thành lập cái đảng ở trong nước.
Cộng sản Việt Nam khi mà tôi về tới đó thì nó đã bắt tôi. Nó giam tôi trong trong 2 năm tù. Tới khi mà Mỹ, chính quyền Clinton mà có cái sự yêu cầu mạnh mẽ của Quốc hội, yêu cầu phải chính phủ Mỹ phải là áp lực để thả cho được tôi ra đó, thì lúc đó đó, cái áp lực mạnh mẽ đó đó, Cộng sản Việt Nam mới chịu thả tôi ra. Nhưng mà trước khi nó thả tôi ra đó thì nó cũng đưa tôi ra tòa, nó xử tôi về cái tội âm mưu lật đổ chính quyền. Ông đi về theo cá nhân hay là có một cái nhóm nào để... Tôi đi về theo cái tổ chức của tôi, vì qua bên đây chúng tôi có cái tổ chức chính trị đó là Liên minh Dân chủ Việt Nam. Thì tôi đại diện cho anh em ở đây, tôi đi về trong nước để thành lập cái cơ sở ở trong nước, để tổ chức ở trong nước. Nhưng mà cái cuộc đi đó, đó thì nó cũng không có kín đáo lắm, thành ra tụi nó biết được, cho nên tụi nó mới bắt tôi. Nó bắt tôi thì nó giam ở đó 2 năm. Nó thả tôi ra vào cuối năm 1995. Tụi nó bắt tôi ngày 13 tháng 11 năm 1993. Nó giam tôi 2 năm ở đó. Thì cho tới 1995 nó mới thả tôi ra. Thì tôi trở về đây. Khi nó thả trở về đây đó, thì thành ra vì vậy đó, tôi sống trong 2 năm tù đó đó, thì tôi cũng tiếp xúc với người Cộng sản nhiều lắm. Nó phỏng vấn tôi, nó điều tra, rồi mấy thằng Cộng sản ở tù chung với tôi, nó đưa vô đó rồi ở tù chung, rồi nói chuyện này kia, tôi cũng hiểu rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng mình mà thua ngày xưa một phần lớn vì mình không hiểu được người Cộng sản. Cái thứ nhất, có những người hiểu được nhưng mình không tin họ. Hiểu theo ông thì Cộng sản nó như thế nào, cái đặc tính của nó ra sao? Thật ra nếu nói đặc tính của người Cộng sản thì nó không có phải rõ rệt đó. Bây giờ thí dụ mình nói nó người Cộng sản tàn bạo, xin lỗi, cũng có những người Cộng sản rất là hiền lành đàng hoàng, khát máu. Nó có những người khát máu nhưng mà cũng có những người đâu có phải khát máu. Thành ra nếu mình lấy cái con người ra để mình nói đó, thì mình sẽ dấp phải ở chỗ người ta, sự chống đối người ta rằng mình phiến diện cục bộ. Nhưng mà nhìn chung một cái sách lược, do cái sự kèm kẹp, cái sự tổ chức của người Cộng sản với cái sự giúp đỡ của Trung Quốc, của Nga, Xô, vân vân đó, thì họ làm một cách khác. Cái người Cộng sản ở trong một cái tổ chức Cộng sản để tranh đấu, nó khác với con người thực của người Cộng sản. Cũng có những người Cộng sản điên cuồng, mù quáng, cũng có những người Cộng sản bị lừa gạt. Nhưng thưa ông, cái chính thể Cộng sản đó, thì nó có giúp gì được cho người dân không? Người dân ở dưới chế độ Cộng sản mà theo ông, trong cái thời gian ông ở lại có mấy năm, thì ông thấy cái chính thể đó đem lại cái gì cho người dân? Cái chế độ Cộng sản, cái lý thuyết của người Cộng sản không có đem gì lại được cho người dân. Nó chỉ lừa gạt được người dân thôi. Nhưng mà đối với đại đa số quần chúng mà nghèo khổ trong những nước nghèo như vậy đó, thì cái chế độ Cộng sản nó có cái môi trường để nó sinh sôi nảy nở. Người dân lầm tưởng. Nhưng có họ có khá nhưng bây giờ mấy người nghèo ở Việt Nam bây giờ có ai tin Cộng sản đâu. Hồi xưa người nghèo ở Việt Nam tin Cộng sản, chứ bây giờ mấy người nghèo này đâu có tin đâu. Bởi vì sống với nó rồi, hiểu nó rồi. Nhưng mà hiểu đó, hiểu là hiểu cái cách thức cai trị, cái cách thức đó là. Chứ còn có người Cộng sản, cũng có những người Cộng sản họ lợi dân họ thương lắm chứ. Ông A, ông B, ông Tư, ông Tám là theo Cộng sản đó, là chủ tịch xã. Nhiều khi ông A, ông Tư, ông Tám đó là người hiền lành tử tế, nhưng mà tin tưởng vào đảng, tin tưởng vào nhà nước, nó sai lầm. Cái chính sách nó sai lầm. Còn cũng như cái cách thức mà chống với người Cộng sản, người Mỹ không hiểu Cộng sản gì hết. Cá nhân của tôi, người Mỹ cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu Cộng sản. Cái chế độ Cộng sản tự nó tiêu diệt nó, chứ không phải do người Mỹ tiêu diệt được nó. Cái chế độ Cộng sản thực chất nó không có mang lại một cái nó chỉ những cái lý thuyết của nó chỉ là những lý thuyết ảo lừa dối, và những cái lý thuyết đó nó không có thành công được từ bản chất của nó. Cái chế độ Cộng sản ở trên thế giới nó tàn lụi đi cũng vậy mà thôi. Cái nước cha đẻ là nước Liên Xô thì cũng vậy mà thôi. Nhưng mà thí dụ như Trung Quốc còn tồn tại là do
cái tập đoàn lãnh đạo của nó chặt chẽ, cái nó đủ tàn bạo để nó làm những cái chuyện mà thí dụ thiên an môn chẳng hạn, nó đủ sức để nó làm, nó chà đạp vào đâu thì nó khác. Thưa ông, trong cái thời gian ông sanh ra, lớn lên và trưởng thành ở Việt Nam và bây giờ ông ở đây, thì ông có ước mong gì và có muốn làm cái gì cho Việt Nam mình, cho quê hương mình? Thật ra thì nếu nó muốn làm gì cho quê hương mình thì nó tổng quát quá. Bao giờ mình làm người Việt Nam đó, thì mình luôn luôn, nhất là một người sinh hoạt chính trị cả cuộc đời như tôi, thì cái ước mong đó thì không hết, mọi người cũng biết, để mong nước Việt Nam thật sự được tự do dân chủ, dân chúng được no ấm. Không phải mong cái chế độ cộng sản sụp đổ, mà mong cho người dân được thực sự tự do dân chủ. Bởi vì cái chế độ cộng sản nó có sụp đổ mà một cái nhóm người khác đi lên mà mang cái danh nghĩa là không cộng sản mà độc tài tàn bạo đối với dân chúng thì nó cũng không có đi tới đâu hết. Thưa ông, thế thì với cái chế độ cộng sản, ông có nghĩ rằng nếu nó tồn tại thì người dân của mình sẽ khá hơn không? Cái lý thuyết cộng sản tự bản chất của nó sẽ không bao giờ làm cho người dân khá hơn được. Cái đảng cộng sản nó tồn tại hay không là một chuyện khác. Nhưng mà cái lý thuyết cộng sản, bản chất của nó là một cái lý thuyết không thể nào mang lại thật sự cái những cái chủ nghĩa đại đồng, những cái gì của nó chỉ là cái thứ rỗm mà thôi, không có đi tới đâu. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng tự cái chế độ cộng sản nó sẽ bị tiêu diệt, dù cho mình có đánh nó hay không thì lần lần rồi nó cũng sẽ bị tiêu diệt. Thưa ông, sở dĩ chúng tôi hỏi ông hơi nhiều về vấn đề chính trị, có tính cách chính trị thôi, là bởi vì chúng tôi thấy là ông là người sinh hoạt và tham gia đảng phái chính trị, mục đích là giúp cho quê hương Việt Nam. Bởi vậy cho nên chúng tôi hỏi hơi nhiều về vấn đề đó. Dạ không sao, tự nhiên ở đây là tôi đã chấp nhận tới đây phỏng vấn thì ông có thể hỏi tất cả mọi vấn đề. Để cho, thưa ông, để cho ông muốn chia sẻ những cái gì mà ông đóng góp cái thời ông sinh trưởng và lớn lên ở Việt Nam. Dạ. Ông còn muốn nói gì trong cái thời gian quá khứ ở Việt Nam nữa? Cái thời gian quá khứ ở Việt Nam thì phải nói rằng ngồi đây nhìn lại cũng như là tôi thấy rất là đau lòng với ông, là bởi vì các chính phủ miền Nam Việt Nam ngày xưa không có dồn mọi cái nỗ lực vào cái việc xây dựng cái đời sống của dân chúng tốt đẹp, nó không có đến nỗi tệ như chế độ cộng sản, nhưng mà những chính phủ cũ không có thực sự xây dựng. Thật ra thì mình mà không ở ngoài mình nói, ai nói tài nói giỏi cũng được hết, nhưng mà khi làm, giả sử mình có cái chánh quyền trong tay cũng chưa chắc gì mình làm được tốt hơn họ. Tuy nhiên mà nếu mà đứng ở một cái khía cạnh bên ngoài này nhìn cũng kiểu giống như một cái người mà đá banh vậy đó, mình đá banh thì dở nhưng mà người ta là đội tuyển quốc tế, mình cứ chê trời thằng đá dở quá, mà nó đá dở quá mình cuộc đời mình cả cuộc đời không đá bằng nó. Mình biết, nhưng mà nếu đứng ở một khía cạnh người bên ngoài mà nhìn vô thì cái quá khứ đó, tôi đọc rất là nhiều sách mà về cuộc chiến tranh của Việt Nam thì tôi thấy quả tình rằng chúng ta chưa làm hết sức lực của mình để mà phải chấp nhận một cái cuộc thua trận đau đớn. Vâng, thưa ông, vậy thì ông đã sống qua cái thời gian gần như là đệ nhất cộng hòa này, rồi đệ nhị cộng hòa này và cộng sản. Ba cái thời điểm đặc biệt khi mà ông sanh trưởng lớn lên trưởng thành ở Việt Nam, ông thấy trong ba cái thời điểm đó thì người dân Việt Nam, miền Nam Việt Nam nói riêng thôi, về người dân miền Nam Việt Nam có cái cuộc sống khá hơn cả là trong thời nào? Trả lời cái câu hỏi đó thì mình sẽ không có công bình, là bởi vì ở mỗi một cái chế độ chính trị trong cái lúc đó đó nó có những cái hoàn cảnh khác nhau. Không, ý tôi muốn hỏi cho nên cuộc sống của người dân thanh bình thì ở trong cái chế độ pháp thuộc, nhiều khi người dân ở làng quê sống rất là thanh bình mặc dù họ bị đô hộ đó,
rồi qua tới cái chế độ của ông Ngô Đình Diệm, nông thôn cũng có thể thanh bình, nhưng mà bởi vì lúc đó cộng sản chưa phát động cuộc chiến tranh, thành ra cái đời sống của người dân nó tương đối nó dễ dàng hơn. Rồi cho tới lúc mà chiến tranh nổ lớn lên, rồi tới sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, những cái chính phủ sau, thì cái người dân, cuộc sống của người dân có thể là sung túc hơn, có thể là khá giả hơn nhờ đồng đô la của Mỹ bơm vào, nhưng mà nói là thanh bình thì không phải là thanh bình. Nhưng mà dầu sao đi nữa phải công nhận rằng tất cả những cái cuộc sống của người dân miền Nam Việt Nam trước năm 1975 dù ở bất cứ thời điểm nào cũng tốt hơn trong chế độ cộng sản hết. Cái đó là cái mình có thể khẳng định được. Mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau. Thí dụ như sau năm 1975 thì người cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, không có chiến tranh nữa. Đáng lý đất nước phải tốt đẹp, người dân phải được hưởng sự tự do, no ấm hơn. Nhưng mà nói không phải là tuyên truyền, mình không có tuyên truyền cho ai hết ở đây. Nhưng mà quả thật là người dân Việt Nam hoàn toàn không có tự do. Mà nếu mà so sánh người dân Việt Nam mà sống ở dưới cái chế độ cộng sản và người dân Việt Nam sống trong thời Pháp thuộc, tức là bị đô hộ đi nữa đó, thì cái người dân sống trong cái lúc bị đô hộ đó, cuộc sống của họ cũng vẫn tốt đẹp hơn so với chế độ cộng sản. Cái đó là cái khẳng định. Vâng, có thể. Thưa, như vậy là theo ông đã cho biết ban nãy là đó cũng chính vì lý do đó mà ông phải bỏ nước ra đi. Dạ, đó rõ ràng, cái điều đó. Khi ra đi như vậy. Khi ra đi là tôi đã chấp nhận chết rồi. Là bởi vì trong một cái chiếc xuồng nhỏ, vợ con ở đó, mà ngồi ở ngay cái mũi của cái ghe thọt tay xuống nước rửa tay được. Nó xác gì? Nó là chỉ cần một cái lượng sóng trọ là chết thôi. Nhưng mà thật tình mà nói, không phải giờ này rồi còn nói, chứ khi ra đi là tôi đã nghĩ rằng đi tự do. Nhưng mà thà là vợ chồng con cái chết hết một lượt một, chết hết cái đi, còn không thì tới tự do để cho con mình nó có thể hưởng được một cuộc sống con người hơn. Thưa ông, thế thì khi sang đến đây thì cuộc sống của gia đình nhà ta, ông bà về đâu trước, đến Mỹ đến ở đâu? Tới Mỹ thì tôi tới Virginia trước. Tới Virginia là bởi vì có ở trong trại tị nạn. Dạ không, tôi chỉ không ở trại bên Mỹ, bởi vì lúc đó không có trại bên Mỹ. Dạ vâng. Hết rồi. Tôi chỉ từ trại tị nạn ở Malai bay thẳng qua Virginia, bởi vì ông anh kế, tức là bạn học một lớp với tôi mà là anh vợ của tôi. Thì bạn của tôi đó là anh làm bác sĩ ở trong quân đội Mỹ ở đây rồi. Anh đã là bác sĩ ở Việt Nam, anh đi tu nghiệp ở bên đây. Rồi trong cái khi mà mất nước đó thì phải mất cả học bổng, cho nên anh gia nhập quân đội, anh mang lon đại quý bác sĩ của Mỹ, anh ở đây thì anh làm cái giấy bảo lãnh đó, thành ra tôi đi qua Mỹ ở tại đó. Ở Virginia. Tức là ông đó ai bảo lãnh ông hay là ông đó bảo lãnh đó? Dạ vâng. Thì cuộc sống đầu tiên gia đình có gì khó khăn không? Dạ không. Vâng. Có gì khó khăn hết vâng. trơn. Bởi vì ở đây thì nếu mà người ở trong đất nước Việt Nam mà đi ra chế độ cộng sản thì qua đây không có gì khó khăn. Vâng. Thì tôi qua có 3 ngày tôi đi làm việc, tôi đi rửa chén ở trong nhà hàng. Rồi thì cũng sống rồi từ đó rồi. Bác phải sống cuộc sống mới, cái cảm giác của ông có một cái gì khác biệt không? Có sự ngại ngùng gì không trong cái khi đi làm một cái vâng. Tôi thì được cái là cái tư tưởng tôi rất là rõ ràng. Tôi nghĩ đây là con đường mình chọn, không ai bắt mình hết rồi. Không ai biểu mình xuống ghe chạy đi hết trơn rồi. Qua đây mình ở cái đất nước xa lạ, tiếng Anh không có một chữ, tôi nói được một tiếng Pháp thì tiếng Anh thì không có, nói không có một chữ thì không đúng, thì ở trong trường học thì mình cũng có học rồi, nhưng mình nói cũng không có được gì nữa, cái là vài ba câu rồi hello rồi cái chút đỉnh vậy đó thì được thôi, 5-3 câu căn bản vậy thôi thì được. Thành ra qua đây thì mình phải chấp nhận đó, cuộc sống này mình từ con số âm rồi, mình ăn cũng không biết ăn nữa, ăn làm sao nữa, nói cũng không biết nói, thì mình cực khổ là cái chuyện đương nhiên. Thành ra tôi qua tới đây cái tôi bắt đầu 3 ngày sau tôi đi làm, để tôi nói với ông tôi xin cho tôi đi làm
thì tôi đi làm liền. Rồi sống cũng tương đối rất là chật vật nhưng mà rất là vui vẻ. Vâng. Rất là nghèo. Vâng. Nhưng mà rất là vui vẻ. Ông có thể kể tiếp cho đến bây giờ, từ đó cho đến bây giờ, cuộc sống của gia đình và các cháu thì học hành sang rất là, rất là tôi rất là hài lòng với cái cuộc sống, nếu nói về vật chất không. Bởi vì tôi không có giàu có, nhưng mà điều ở đây thì tôi thấy sống vậy là cũng được rồi. Thì tôi đi làm, sống, rồi về đây, tôi cũng làm business, đó, tôi cũng có tiệm convenience store, rồi cũng sống đại khái như vậy, rồi cũng để lo cho gia đình ở Việt Nam lúc nó chưa qua đây, rồi xong xuôi rồi thì gia đình qua đây, thì tôi có cuộc sống tương đối cũng không có giàu có gì hết, nhưng mà có cái thì được tới trường đàng hoàng, khỏi có phải làm cháu ngoan bác hồ. Nó sống thì đứa nào lớn lên cũng có nghề nghiệp đàng hoàng tử tế thì thôi vậy được rồi. Đó thì đối với tôi đó là đầy đủ rồi. Không có phải không có đứa nào được làm bác sĩ làm này kia không có, nhưng mà đều nó có nghề nghiệp, nó học xong ở đây nó sống tương đối cũng được. Thế còn lại gia đình thì có được sang đây hết hay là có ai ở lại bên Nam? Dạ hết, tôi lãnh hết, chỉ còn có thằng em trai của tôi. Khi mà ở trước thì nó học Phú Thọ ra, sau cái nó làm phó ty công chánh ở Kiên Tường, rồi cái ra thì về công sử dụng nó lại liền, bởi vì nó làm công chánh. Mới ra đó thì nó bắt này đi làm đường làm xá. Nhưng mà trong cái thời gian đi làm đường làm xá đó, nó tham gia cái tổ chức phục vụ bị tụi nó khám phá ra nó bắt. Thành ra khi tôi qua tới đây tôi làm giấy bảo lãnh gia đình qua thì nó ở trong tù. Cho nên khi tôi đem hết gia đình qua đây, tất cả, thì còn có một mình nó ở lại. Nó thì nó ở lại, khi nó ra tù thì tôi hỏi về qua hay không. Ha, nó nào. Bởi vì nó, thứ nhất là nó bị phổi nặng lắm, bị cộng sản đánh qua, lúc đó tù đánh đập qua, nó bị phổi nặng quá, rồi nó cũng căm thù quá, nó nói, ở đây coi, nó sụp đổ, không đi đâu. Thì điều được có một cái là có mình nó đó thôi. Thành ra gia đình bên hay tôi với mấy đứa em này kia cũng giúp đỡ cho nó. Thành ra cuộc sống của nó cũng tương đối cũng không có gì khổ sở. Thành ra nó thích ở bên hết, nó không chịu qua đây. Vâng. Thì thưa ông, bên nãy ông cho biết là ông về Việt Nam là 1993, nhưng mà từ hồi đó giờ ông có về thêm lần nào nữa không? Dạ đâu có cho về. À, tôi là về cổng đâu có đề nào cho về Việt Nam. Vâng. À, tôi không có về từ ngày đó tới bây giờ. Đã có một vài lần tôi thử xin visa qua cái tour du lịch Việt Nam, nhưng mà nó cũng từ chối, nó không cho. Ở bên đây ông có sinh hoạt về vấn đề chính trị gì không? Đã có, tôi có tiếp tục cái đảng từ trong nước qua đây. Thì đổi tên lại là lập lại cái Liên minh Dân chủ Việt Nam. Thì tôi ở trong cái Liên minh Dân chủ Việt Nam đó. Mục đích của cái hội? Mục đích của cái đảng đó là một đảng chính trị. Vâng. Đó là một đảng mà tranh đấu cho cái tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam. Đó là cái mục đích của đoàn thể như vậy. Cái làm được hay không được nhiều được ít thì là một vấn đề khác. Còn ước mong của mình. Dạ, nhưng mà cái ước mong của mình là cái gì vậy? Dạ vâng. Thưa ông, thế thì đối với những thế hệ con em thì ông có những điều gì ông muốn chia sẻ? Thật ra thì nếu để nói mà chia sẻ cho thế hệ con em thì chắc có lẽ ai cũng sẽ nói y như tôi, là mong rằng con em của mình nó dù ở bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng không thể quên được cái nơi nó sinh ra. Tôi mong rằng những cái thế hệ con em sẽ tiếp tục cái con đường tranh đấu cho Việt Nam cho tới khi nào mà nước Việt Nam thật sự có tự do dân chủ. Cái điều mà các em có thể đi thêm được nhiều hay ít, đông hay ít, ha, và có đạt được hay không, nó không phải là vấn đề, mà cái vấn đề là mình phải tiếp tục cái con đường đi đó cho tới nào khi nào mình đạt được. Cũng như ở cái tuổi của tôi cũng gần 70 rồi, 60 rồi, thì mong rằng có một ngày mà để được trở về nước được thì nhiều khi không bao giờ có. Mà về thì nó không cho mình về. Thì tới chừng nào mà đất nước có thanh mình lại, có tự do dân chủ lại thì mới về được. Thì biết rằng ngày đó có về được hay không. Mình chỉ mong rằng những thế hệ sau sẽ tiếp tục cái con đường đó. Đó là điều mà tôi rất là mong mỏi. Tuy nhiên, một cái điều làm cho tôi tương đối là
thất vọng về người Việt Nam ở hải ngoại là cái sự đoàn kết của người Việt Nam ở hải ngoại quá tệ. Thành ra cái cuộc tranh đấu này nó trở nên vô cùng khó khăn. Đảng phái, đoàn thể chính trị thì cả trăm, mà không có đảng nào, đoàn nào làm cho tới nơi tới chốn được hết. Ở đây thì hô hào la lối thì nhiều, nhưng mà làm được hay không thì quá ít. Vì vậy mà cái con đường tôi chọn là tranh đấu ở Việt Nam. Tôi lấy thí dụ như giả sử bây giờ tôi nói một cách rất là thật đó, Cộng sản Việt Nam nó cho tôi về Việt Nam sống, tôi sẽ về ở Việt Nam đi. Ở hội đó thì ông thấy ông có thể làm gì được cho dân tộc mình? Tôi có thể làm tất cả những gì mình có thể làm được. Tôi không có quan niệm rằng nhất định mình phải thành công, nhưng mà mình làm cái gì đó là cái sự đóng góp của mình. Rồi nếu mà có nhiều người đóng góp thì mới có cái cơ hội thành công được. Mà tôi thì tôi quan niệm là tranh đấu là phải về Việt Nam tranh đấu. Ở đây bà có dặn là tôi có đem cái hình này. Lúc mà Cộng sản nó đưa tôi ra tòa xử, đây là hình mà tôi đứng trước phiên tòa, tôi xin đây là tôi này. Phiên tòa trước cái danh máu ngựa của Cộng sản luôn đó. Thì đây là những cái tài liệu, những cái bản án tù mà Cộng sản nó đưa cho tôi đó. Tôi như cái giấy này, quyết định truy tố ra tòa. Vâng. Đây là báo Houston Chronicle nó về, hay là Bangkok Post rồi cái đó. Vâng. Nó, những cái tài liệu mà về cái quá trình tranh đấu của mình trong cái khoảng thời gian ở Việt Nam nhân dân đó. Ra ngoài để chúng tôi giữ làm tài liệu. Dạ dạ, à, được rồi, dạ. Thì đó là tất cả những cái điều là thì thật ra thì khi mà tôi nghe nói tới có cái chương trình vậy, tôi rất là tán dương cái chương trình này. Tôi rất là đồng ý. Tôi thật ra tôi không biết nhiều lắm về chương trình cho tới khi anh Thiệu anh nói với tôi. Anh gọi tôi, anh nói do bị tôi với anh Thiệu quen nhau 30-40 năm nay rồi. Ngày tụi tôi mới qua đây là anh em tụi tôi đã quen nhau rồi. Anh ra anh Thiệu anh nói với tôi, nói tôi sẵn sàng. Đó là ước mong mình làm cái gì đó để cho cái thế hệ mai sau này nó hiểu được những việc làm, những cái quá trình tranh đấu của anh, của chú, của bác, của nó, để mà hy vọng rằng dù cho nó thành công cỡ nào cũng vậy rồi, nó cũng có quên được cái nguồn gốc của mình như thế nào. Đó là điều tôi mong ước. Mà cái chương trình này là một cái chương trình đóng góp rất là lớn cho cái ý muốn, cái nguyện vọng của tôi. Thành ra tôi sẵn sàng tham gia lại như vậy. Vâng. Thưa ông, với cá nhân của ông thì ông thấy ông làm được cái gì, làm cái gì để có thể đưa cái ý tưởng đó đến thành công? Thưa là cái sự mà khuyến khích giới trẻ nó đưa được những cái điều tốt đẹp và tranh đấu cho một nước Việt Nam được sung sướng hơn. Thật ra thì để cho cái nguyện vọng tự do dân chủ của mình không bị mai một thì mình phải làm sao cho con em mình nó hiểu rõ rằng cái đất nước nó như thế nào và đồng bào của nó đang phải chịu như thế nào. Thì mỗi người góp một tay, mỗi người đem cái sức của mình ra để mà nói, để mà giải nghĩa cho con cháu hay bạn bè hiểu. Cũng như tổ chức của tụi tôi vẫn khuyến khích con em trẻ tuổi tham gia. Rồi lời tụi tôi nhìn ủng hộ tất cả những cái sự vận động mà của các tổ chức khác, chứ không phải chỉ có tổ chức của mình, mà tất cả những cái tổ chức nào bất cứ mà có cái mục tiêu tranh đấu mà rõ ràng như vậy là tôi rất là thích. Cái mong mỏi là ở cái hạng tuổi của tôi hay bạn bè của tôi, những cái người mà đã hy sinh phần lớn cuộc đời mình ở Việt Nam rồi đó, mà đưa tới thành công thì có thể nhỏ quá. Bây giờ tuổi là già hơn rồi, thì chỉ mong cho cái thế hệ trẻ nó nối tiếp. Mà cái tình trạng cái thế hệ trẻ nối tiếp như hiện tại thì bây giờ thì đủ quá ít rồi.
nó phải có nhiều con én mới làm được mùa xuân. Mà cái sự tham gia của tuổi trẻ thì ít ỏi quá. Thành ra cái ước mong của tôi là làm sao cho cái tuổi trẻ nó thật là tham gia mạnh mẽ. Nhưng mà khổ nổi cái tuổi trẻ mà khi nó tham gia vô thì cái cách sinh hoạt của nó khác với những người lớn tuổi. Rồi hai cái thế hệ mà làm chung với nhau thì đụng chạm nó chịu không nổi cái cách thức của người lớn tuổi. Thưa ông, như vậy mình phải làm cách gì để tránh được cái tình trạng đó? Tôi rất là nản lòng về cái tình trạng đó. Bởi vì tôi không có nói nhiều, nhưng mà chị cứ nhìn ra cái cộng đồng, cái sinh hoạt cộng đồng thì chị sẽ thấy buồn lòng lắm. Ai cũng kêu cái thế hệ trẻ tham gia với mình, tiếp tục con đường của mình. Nhưng mà thế hệ trẻ làm việc với họ thì không được. Bởi vì thế hệ trẻ nó làm theo cái cách của nó đó. Mà cái người lớn tuổi thì làm theo cách của người lớn tuổi. Mà làm chung với nhau á, thì cái người lớn tuổi luôn luôn lớn ác cái người nhỏ tuổi. Mày nên tham gia với tao, nhưng mà hãy nghe lời tao mới được. Mà lời tao, lời của tao đâu phải trúng đâu. Mà lời của tao mà trúng thì nước đâu có mất đó. Thành ra tôi rất là, phải nói là một người đấu tranh, nhưng mà tôi rất là thất vọng về ông, những cái người lớn tuổi ở hải ngoại này. Ông có lời khuyên gì cho cái vấn đề này, cho nó tránh được cái tình trạng như vậy? Tôi sống nhiều ở đây lắm. Tôi sinh hoạt liên tục từ ngày bước chân tới đây tới bây giờ. Tôi thấy quá nhiều, tôi cảm thấy rằng tôi buồn lòng lắm. Thành ra tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó cái thế hệ già và biết để rút lui ra để cho tuổi trẻ nó làm. Tôi mà làm việc với tuổi trẻ dễ lắm, vui vẻ lắm. Tôi làm với nhiều người trẻ tuổi lắm, tôi không có bị trở ngại gì hết. Bởi vì tôi biết cái con người của mình, cái cách của mình là lỗi thời rồi. Để cho nó làm, mà khi nào nó hỏi tới mình nói cho nó nghe mà nó không cần phải làm theo. Mình nói cho nó nghe rồi nó làm theo cách của nó. Thành ra khi mà tôi nói nó mà nó không làm theo tôi không có giận. Thưa ông, bây giờ ông vẫn giữ vai trò cố vấn cho các em chứ? Thì bây giờ tôi làm phó chủ tịch của cái đảng của tôi. Cái liên minh dân chủ đó, ngày xưa ông giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và ông giáo sư Nguyễn Văn Bông làm chủ tịch đó. Tôi bây giờ làm phó chủ tịch của cái đảng đó. Tôi dẫn chủ trương ở trong đoàn thể của tôi những cái tôi những cái khuynh hướng như vậy. Là trẻ trung quá. Nhưng mà thật ra chủ trương là một lẽ, mà làm được theo ý mình hay không là một lẽ khác nữa. Bởi vì tụi tôi vẫn không có thành công trong việc lôi kéo giới trẻ vào sinh hoạt với mình. Bởi vì mấy em đó như làm tôi có cảm giác như là con chim mà bị tên vậy. Họ bị nhiều người đánh phá quá rồi, thành ra mỗi lần họ ra họ sợ. Tôi nhớ có trong cái kỳ bầu cử cộng đồng vừa qua đó, có một cái cô luật sư trẻ, cô nói một câu mà tôi về tôi ngẫm nghĩ, tôi nói thiệt là cô nói về cô bác có bầu cho cháu thì bầu, bởi vì bầu thì tốt, mà cô bác không bầu cho cháu thì thiệt thòi, là cô bác thiệt thòi chứ cháu không có thiệt thòi. Cô bác thiệt thòi với cháu không có thiệt thòi. Bởi vì nó làm luật sư, nó đầy đủ hết trơn hết trọi á, mà nó tham gia vô, nó làm công việc cộng đồng hay là làm này kia đó, là tấm lòng của nó đem ra nó làm. Mà mình không chọn nó, mình chửi nó thì nó không làm được, nó không có thiệt thòi gì hết đó. Thành ra vì như vậy đó, cho nên đáng tiếc lắm. Đáng tiếc lắm. Thường tiếc rằng thì giờ của chúng ta cũng đã hết, nhưng mà trước khi chấm dứt, tôi xin được thay mặt hội cảm ơn ông đã cho chúng tôi thời gian nói chuyện vừa qua, và xin để mời ông cho một lời kết thúc. Thật ra thì về những cái điều cái người mà phải cảm ơn chắc có lẽ là chúng tôi chứ không phải là bà.
là bởi vì bà đã hy sinh, cái tổ chức đã hy sinh ra để mà làm một công việc mà tôi chỉ là mong mỏi suốt cuộc đời của mình sẽ có những cái việc như thế này tiếp nối. Thành ra tôi coi như được tới đây là một cái gì nào, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tôi mong rằng tổ chức bà sẽ thành công và sẽ để lại một cái tài sản thật là quý giá cho con em của mình. Thành ra cái người cảm ơn là tôi. Tôi xin thành ra cảm ơn cái tổ chức đã có một cái hành động rất là cụ thể và rất là hợp với cái nguyện vọng mà tôi đang mong ước. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn ông ạ. Dạ, tôi xin cảm ơn.